Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19 tháng 5. Do tác động của áp cao lục địa và vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nền nhiệt khu vực tỉnh đang tăng trở lại. Ban ngày mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ, về đêm mức nhiệt từ 25 đến 27 độ. Riêng các khu vực phía Bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và Châu Đức có nơi có thể xuất hiện nắng nóng, mức nhiệt có thể lên đến 35 độ. Mưa rào và dông vẫn diễn ra ở một vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng, đêm nay có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Tại Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2021, mực nước cao nhất 350cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 105cm xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút.